Cả hai đội chơi đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng bước vào khoảng đầu tiên của vòng thi này. Xin mời Lê Văn Thiêm. Organic. O-R-G-A-N-I-C. Correct. Organic. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Các bạn nhanh tay ấn chuông. Xin mời đội Lê Văn Thiêm. My answer is smoothie. That is S-M-O-O-T-H-E. It's incorrect answer. Our answer is smoothie. S-M-O-O-T-H-I-E. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Các bạn hãy nhanh tay ấn chuông giành quyền trả lời. One. Thumbs up. The answer is businessman. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Ten seconds left. Thumbs up. The correct answer is congestion. Xin được mời câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 5. Xin mời đội Xuân An. It's volunteer. V-O-L-U-N-T-E-E-R. Correct, volunteer. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Xin mời Tiêu Lê Văn Thiêm. Ancient, A-N-C-I-E-N-T. Correct, ancient. Xin được mời câu hỏi tiếp theo. Answer is dollhouse. Xin được mời câu hỏi tiếp theo. Tim Xuân An, it's your chance. Is contaminant. C-O-T-I-M-I-N-A-N-T. Incorrect. Lê Văn Thiêm, Tim Lê Văn Thiêm, it's your chance for you. Yes, my answer is containant. C-O-N-T-A-I-N-A-N-T. Incorrect. Contaminant. C-O-N-T-A-M-I-N-A-N-T. Xin được mời câu hỏi tiếp theo. Xin Lê Văn Thiêm, it's your chance. Our answer is assignment. A S-I-G-N-M-E-N-T. Correct, assignment. Bây giờ điểm số của cả hai đội đang bằng nhau. Hãy chờ đợi xem ở câu hỏi cuối cùng này, đội chơi nào sẽ vươn lên dẫn đầu ở vòng thi số 2. Xin mời câu hỏi cuối cùng. Hãy nhanh tay ấn chuông và giành quyền trả lời. Five, four, three, two, one, time's up. The correct answer is holiday maker. Như vậy là 10 từ khóa của phần thi Quick Eyes nhanh mắt đã được hai đội chơi hoàn thành. Số điểm bây giờ mà hai đội chơi đang nhận được là ngang nhau với 31 điểm.